Xin chào các bạn, chào mừng quay trở lại với channel Phong Anh. Để nối tiếp series những ổ cứng di động mới nhất đến từ Western Digital, thì trong video ngày hôm nay mình lại giới thiệu thêm cho bạn một chiếc ổ cứng di động nữa. Nó có cái phương thức kết nối vô cùng là đặc biệt. Nó không dùng dây để kết nối mà nó cũng không cùng dây mạng luôn. Thì nó sẽ dùng gì? Thì trên tay mình đây đang là chiếc MyPopBot Wally SD sẽ trả lời câu hỏi đó cho các bạn. Và chiếc MyPopBot Wally SD này thực tế ra ấy, nó là một phiên bản nâng cấp của chiếc MyPopBot Wally Pro năm 2018 nhá. Và nó có rất nhiều các cải tiến mới, thế nên mình muốn giới thiệu được cho các bạn và những cải tiến đó là gì, và chiếc MyPopBot Wally SD này nó có những đặc điểm nổi bật, thì các bạn hãy cùng theo dõi video mình ngay sau đây nhé. Trên tay mình đây đang là chiếc Western MyPopBot Wally SD. Về tổng thể nhìn thấy nó khá là nam tính và đẹp mắt. Ở phía bên ngoài của nó thì có một lớp đệm cao su được Western tặng free cho các bạn. Nó có chức năng là chống sốc tuyệt đối này, và nó cũng tô thêm cái vẻ đẹp cho chiếc ổ cứng này. Và phía bên trong thì là một chiếc ổ cứng, nó có kích thước khoảng 15cm nhé, mà là hình vuông nhé. Và nó được thiết kế hoàn toàn bằng nhựa và có màu là màu bạc. Western năm nay thì đã đổi cái phương thức lưu trữ, tức là ở bên trong chiếc ổ cứng này nó là ổ SSD thay cho là ổ HDD như trước đây nhé. Còn với các cổng kết nối thì sao? Ở phía bên trái thì các bạn sẽ có một khe đọc thẻ nhớ SD. Ở phía trên sẽ là một nút bấm. Cái nút bấm này nó sẽ có hai tác dụng nhá. Một tác dụng là nó sẽ báo pin này, và cái tác dụng thứ hai là nó sẽ cho các bạn backup từ cái thẻ nhớ này sang cái chiếc ổ cứng này. Và cổng thứ ba nó là cổng USB Type A 2.0, một cổng USB Type B 3.0 nữa nhá, và một cái nút nguồn. Còn cái đèn báo ấy, thì chúng ta sẽ có bốn cái đèn báo ở góc bên trái là để báo thời lượng pin, với cả cái lúc mà copy xong cái trong thẻ nhớ ra nhé. Và một cái đèn báo là đèn báo trạng thái của wireless đã kết nối này, và một cái đèn báo nguồn của cứng nữa. Ok, bây giờ mình sẽ điểm qua cho bạn một chút tính năng về chiếc MyPopBot Wally SD này nhá. Tính năng đầu tiên mà mình thấy rất hay đó là cái tính năng backup từ cái thẻ SD card vào trong chiếc ổ cứng này chỉ bằng một nút chạm. Trên chiếc ổ cứng Western MyPopBot Wally SD được tích hợp khe đọc thẻ nhớ SD card 3.0 có tốc độ đọc lên tới 65 MB/s và thao tác backup vô cùng đơn giản chỉ bằng một nút bấm. Nó giúp chúng ta không phải mang theo chiếc máy tính cồng kềnh hay những đầu đọc thẻ nhớ mà vẫn có thể copy và chỉnh sửa được những dữ liệu mà mình cần. Mình thấy chiếc ổ cứng này nó khá là phù hợp với những nhà nhiếp ảnh gia, những người hay phải quay phim hay những bạn hay phải đi công tác xa nhà không muốn mang theo nhiều thứ dây dợn lằng nhằng, đúng không nào? Chiếc ổ cứng này của chúng ta ấy, thì nó có thể tương thích với mọi hệ điều hành như là Windows này, Mac OS này, hay Android hoặc là iOS. Ở trên điện thoại ấy, thì các bạn hãy tải cho mình cái app có tên là Western MyCloud về. Ở trên nó có trên App Store với cả trên Google Play nhá. Còn ở trên máy tính ấy, thì các bạn hãy truy cập vào cái đường dẫn mình để trên màn hình cho các bạn tiện theo dõi nhá. Sau khi mà đã tải xong các phần mềm đó rồi ấy, thì các bạn sẽ thực hiện theo mình như này. Một là các bạn có thể lấy cái sách hướng dẫn ở trong cái hộp ổ cứng ấy, nó rất là đơn giản thôi, có hình ảnh chi tiết rất chi tiết luôn. Hoặc là cách thứ hai ấy, các bạn chỉ cần làm theo 4 bước như mình đây. Thứ nhất là giữ nút nguồn trong vòng 2 giây. Khi mà đèn tín hiệu sáng lên ấy, thì các bạn hãy vào phần cài đặt Wi-Fi và hãy tìm cái mạng có tên đúng chứ là chiếc ổ cứng này luôn, đó là MyPopBot. Nó có trên 2 tần sóng, một tần sóng là tần sóng 2.4 GHz và tần sóng thứ hai là tần sóng 5 GHz nhá. Nếu mà thiết bị các bạn mà hỗ trợ tần sóng 5 thì mình khuyên các bạn nên sử dụng tần sóng 5 để cho cái streamer sẽ được mượt mà hơn. Sau khi đã kết nối thành công ấy, thì ở trên điện thoại của các bạn hãy mở cái app có tên là Western MyCloud lên, nó sẽ tự động kết nối cho bạn luôn, rất đơn giản đúng không? Còn ở trên máy tính nhá, thì các bạn hãy mở và trình duyệt và hãy gõ cái địa chỉ lúc mình để trên màn hình ấy, nó cũng sẽ tự động truy cập vào chiếc ổ cứng này của ta. Sau khi đã kết nối được thì các bạn sẽ làm được gì trên những chiếc ổ cứng này? Đầu tiên là các bạn có thể quản lý và truy cập và kết nối nó khá là dễ dàng. Các bạn sẽ không cần dùng dây mà các bạn chỉ cần dùng wireless kiểu direct nhé, tức là kết nối nhanh nhé. Thứ hai là các bạn có thể streamer trực tiếp video 4K vô cùng mượt mà không hề giật lag gì nào. Thứ ba là các bạn có thể chỉnh sửa ảnh hoặc là chỉnh sửa video trực tiếp trong chiếc ổ cứng này luôn mà các bạn không cần dùng đến máy tính. Các bạn chỉ cần dùng điện thoại, các bạn có một phần mềm online chỉnh sửa online cũng được, và khi đó thì các dữ liệu sẽ tự động lưu trên chiếc ổ cứng này của bạn, rất là tiện lợi đúng không ạ? Thứ tư là nó có thể copy từ các thiết bị lưu trữ ngoài vào trong chiếc ổ cứng này thông qua cổng USB 2.0 như trên đây.
Và thứ năm ấy, nó có thể dùng được như một ổ cứng thông thường. Và dĩ nhiên rồi, khi chiếc ổ cứng này nó mà hết điện hay hết pin ấy thì chẳng nhẽ là không dùng được đúng không nào? Nó có thể cắm vào cổng USB 3.0 cho tốc độ khá là nhanh, lên đến mình đã đo ấy, thực tế nó lên đến 300 m trên giây nhá, rất nhanh. Và thứ sáu, để cung cấp lượng điện cho cái chiếc ổ cứng này thì Weston cũng đã trang bị cho nó một viên pin với 6700 mAh. Viên pin này có thể giúp chiếc ổ cứng của chúng ta hoạt động liên tục trong vòng 10 tiếng đồng hồ nhá, mà các bạn không cần sạc. Và thậm chí nó còn có thể sử dụng để sạc pin cho các thiết bị ngoài như là điện thoại các bạn này, hay là máy ảnh, thậm chí là đồng hồ, hay là những cái gì đó mà cần liên quan đến pin. Tổng kết lại, chiếc MyPod Wallet SD của chúng ta có rất nhiều công dụng đúng không nào? Nó có thể backup này, nó có thể chỉnh sửa này, và nó cũng có thể kết nối mà không cần dùng dây, không cần dùng mạng luôn. Nhưng mình thấy nó có một cái nhược điểm duy nhất thôi, đó chính là về giá thành. Trong năm 2019 ấy, thì Weston cũng đã tung ra các phiên bản có dung lượng như là 256GB này, 500GB này, 1TB và 2TB. Và cái phiên bản rẻ nhất ấy, nó cũng phải là tầm hơn 6 triệu rồi. Tại Phúc Anh Smartwatch đang bán nhá. Nhưng mà mình nhận thấy một chiếc ổ cứng mà được tích hợp các công nghệ mới nhất đến từ Mỹ, mà được sản xuất trực tiếp từ Thái Lan, mà nó có độ bền cao như này, thì mình nghĩ là với giá thành như thế nó cũng không hề là đắt đỏ gì đâu, đắt sắt làm miếng đúng không nào? Với chế độ bảo hành 3 năm tại Weston và tại Phúc Anh Smartwatch, các bạn sẽ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng em nó. Đây là tầm một những gì mình muốn nói về chiếc MyPod Wallet SD. Nếu bạn còn thắc mắc gì trên chiếc ổ cứng này, hai chiếc ổ cứng này còn cái gì làm bạn chưa hài lòng, thì các bạn hãy để lại comment ở phía dưới video cho mình biết nhé. Và giờ video mình đã kết thúc. Nếu các bạn thấy hay, đừng quên like, share, subscribe để ủng hộ kênh chúng mình. Và giờ, xin chào và hẹn gặp lại.